trên chuyến xe làm đông người chiều nào. Xui mình không quen mà ngồi bên trời mang nhiều trớ trêu chi, người chưa hề biết quen gì, sao ngồi gần như tình nhân si. Em xuống xe lam đi về hẻm sâu, anh vội theo chân ngõ hồn xuyên xa. Làm quen chuyện vắng dâm câu, niềm vui gặp gỡ ban đầu trông đã rồi, mặc ngoài còn chiều nào xui mình gặp gỡ thăm hỏi đôi câu vụng về bỡ ngỡ, rồi từ lạ nên quen xa cách qua thăm tình. Không hẹn hò chi mà gặp gỡ nhau ngày hai lượt đi về, có lẽ duyên trời giống rồi cho chúng mình hai đứa quen nhau. Chứ không phải tại anh Hủy, nên cứ đợi chuyến xe nào có em để cùng đi. Dạ còn em, em khi nào xe đến bến mà chưa kịp thấy anh, vội ngơ ngác tìm quanh mà buồn dương anh. giờ mình riêng.
màng. Chiếc xe mốt đã tàn theo giấc mộng, giờ đây chỉ mình em một bóng hiu quạnh cô đơn trên chuyến xe chiều. Ngày hai buổi mình em tôi thui đi về, anh đã phụ em đi cưới vợ không một lời từ ta người yêu. Tham vào sang anh phụ bỏ mối tình nghèo, quên kỷ niệm buổi ban đầu gặp gỡ. Vợ anh vào nhà sẽ rực rỡ nhớ làm chi một chuyến xe làm chiều. Chuyến xe đời một trong hai đứa mình đã lỡ duyên.